Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Với 6 điểm tựa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào, đồng chí nỗ lực góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3 tại 26 tỉnh thành phố phía Bắc. Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng cơn bão số 3. Nông dân Mai Sơn vào vụ thu hoạch ngô giống. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình truyền hình đặc biệt Điểm tựa Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1, hướng đến người dân vùng lũ lụt, sạt lở đất phải gánh chịu hậu quả do bão số 3 Yagi gây ra, nhằm lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát của nhân dân do hậu quả của bão lũ, động viên tinh thần kiên cường, khắc phục khó khăn, sáng tạo và dũng cảm vì mục tiêu chung. Chương trình Điểm tựa Việt Nam với sự kết hợp phóng sự truyền hình, gặp gỡ khách mời và các tiết mục văn nghệ đã khắc họa lại sự tàn khốc của bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, ngập lụt xảy ra trên diện rộng, gây hậu quả nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc. Thông qua những câu chuyện chân thực xúc động từ thực tiễn ứng phó khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai những ngày qua, cùng với những tiết mục nghệ thuật đầy cảm xúc, chương trình gửi đi thông điệp về những điểm tựa trong bão lũ. Người Việt Nam ở mỗi vị trí của mình đều có thể là một điểm tựa cho đồng bào, cho đất nước trong những thời khắc khó khăn. Cũng qua đây cho thấy, trong hoàn cảnh gian khó đau thương, tinh thần kiên cường, đoàn kết, nghĩa đồng bào và cả sự sáng tạo vốn là truyền thống quý báu của dân tộc chính là điểm tựa tinh thần vững vàng nhất. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với đồng bào, đồng chí về 6 điểm tựa Việt Nam. Trong đó, điểm tựa thứ nhất là điểm tựa về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong đảng, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế. Điểm tựa thứ hai là chúng ta có Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, lãnh đạo gần 95 năm qua. Đảng không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu đem lại độc lập tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Điểm tựa thứ ba là truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng, văn minh, văn hiến của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, bầu ơi thương lấy bí cùng. Điểm tựa thứ năm là nhân dân làm nên lịch sử, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Là quân đội, là công an, lúc cần lúc khó có quân đội, công an. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Công an ta vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Điểm tựa thứ sáu là tinh thần tự lực tự cường của dân tộc ta, của mỗi người khi khó khăn thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua giới hạn của bản thân, với tinh thần biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể. Với 6 điểm tựa Việt Nam, Thủ tướng kêu gọi đồng bào đồng chí làm việc bằng hai, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3 tại 26 tỉnh thành phố phía Bắc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc ấm no. Đoàn công tác của huyện Mộc Châu đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hỗ trợ nhân dân khu vực thung lũng Mận Nà Ca và bản Tà Phình, xã Tân Lập. Do ảnh hưởng cơn bão số 3, trên 20 ha mận và cây lương thực ngắn ngày của người dân trồng tại thung lũng Mận Nà Ca và bản Tà Phình, xã Tân Lập bị ngập nước. Khu vực bị ngập úng thuộc vùng trũng thấp là khu vực đồng cỏ, bao quanh là núi, không có đường thoát nước nên rút rất chậm, gây thiệt hại lớn về hoa màu và hoạt động sản xuất của người dân. Năm nào cũng bị ngập, thì nói chung là bị ảnh hưởng đến cái cây ngắn ngày cũng như là cây mận ở trong cái khu vực mà thường xuyên mà cứ hay bị ngập. Còn cái cây mận với cây này là nó cũng chết mòn chết dần đi, nước xem xét là thế nào để khắc phục một thế nào để hỗ trợ những cái mận mà nó chết dần chết mòn, nó không chết ngay đâu, nhưng mà vài tháng sau nó vàng lá chết, năm nay không chết sang năm chết. Qua kiểm tra thực tế tại các địa điểm trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu yêu cầu các ban ngành đoàn thể của huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường và xã Tân Lập tuyên truyền người dân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, không di chuyển đến khu vực ngập sâu để tránh rủi ro, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh và khôi phục sản xuất ngay sau khi nước rút. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La về việc phòng chống sinh vật gây hại lúa sau bão,
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Yên đã thành lập các tổ công tác xuống địa bàn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã vùng trọng điểm lúa, kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phòng chống một số sinh vật gây hại. Theo thống kê sau bão số 3, diện tích lúa của huyện Phú Yên bị ngập úng, ngã đổ trên 40,3 hectare, chủ yếu tại các xã Huy Tân, Mường Cơi và Tường Phù. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, mặc dù hiện tại trên các xứ đồng, mặc dù chưa xuất hiện các loại dịch bệnh do sinh vật gây hại gây ra, tuy nhiên, theo dự báo trong thời gian tới, một số đối tượng sinh vật gây hại có nguy cơ xuất hiện và gây hại trên các trà lúa, đặc biệt là đối với diện tích bị ảnh hưởng do mưa bão. Để giảm thiểu thiệt hại đến năng suất lúa do sinh vật hại gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã chủ động nắm bắt địa bàn, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khuyến cáo tuyên truyền kịp thời cho người dân về tình hình sinh vật gây hại cây trồng và phương án phòng chống các loại bệnh như bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đạo ôn trên các diện tích gieo cấy, giống nhiễm nặng bằng các thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu. Tập trung kiểm tra giám sát sâu cuốn lá nhỏ trên các trà lúa, nhất là trà lúa chính vụ, trên diện tích xanh tốt, bón thừa đạm. Hướng dẫn phòng chống sâu cuốn lá nhỏ kịp thời, bảo vệ an toàn bộ lá đồng để đảm bảo năng suất lúa. Đối với diện tích lúa bị ngã đổ, kiểm tra mật độ rầy nâu, rầy lưng trắng, theo dõi chặt chẽ diễn biến phát sinh của rầy để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời nơi có mật độ cao. Với những diện tích lúa bị đổ ngã không có khả năng phục hồi, khẩn trương gặt sớm tận dụng làm thức ăn cho gia súc, triển khai trồng mới các loại hoa màu phù hợp đảm bảo khung thời vụ. Tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất trên khu vực tỉnh Sơn La. Sáng nay, khu vực các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mai Sơn đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Mộc Châu, Phú Yên, Vân Hồ đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong những giờ tới, khu vực các huyện Bắc Yên, Mộc Châu, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Phú Yên, Sông Mã, Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Vân Hồ, Mường La, Sốp Cộp, Mộc Châu. Lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội, ngập úng ở vùng trũng và đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Chiều ngày 15 tháng 9, huyện ủy Phú Yên tổ chức đón tiếp và hội đàm trao đổi kinh nghiệm với huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai huyện thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội của hai bên, cùng nhau đánh giá tình hình thực hiện nội dung hợp tác giữa hai huyện trong thời gian qua, đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Lãnh đạo huyện Phú Yên đã thông tin khái quát tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 8 tháng đạt 50,9 tỷ đồng, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 9.790 tỷ đồng. Về nông nghiệp, tập trung vào những cây con đặc sản là thế mạnh của huyện theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ như cam, gạo, tỏi, dúi. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 15 sản phẩm OCOP. Về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 bản đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến đến hết năm 2024 có thêm 1 xã nông thôn mới và 3 bản đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì và mở rộng 3 nhà máy thủy điện, 3 cơ sở xí nghiệp thuộc công ty cổ phần giày Ngọc Hà, 1 nhà máy may tạo việc làm cho gần 5.000 lao động tại địa phương. Trong phát triển du lịch, toàn huyện hiện có 2 điểm du lịch, đó là khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, khu rừng Bản Nhọt và điểm du lịch Hồ Suối Chiếu. Trong 9 tháng đầu năm 2024, huyện Phú Yên đón gần 53.000 lượt khách du lịch, vượt 22,1% kế hoạch, doanh thu đạt gần 18 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại được quan tâm. Tại buổi hội đàm, lãnh đạo huyện Nậm Bạc đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của huyện Phú Yên dành cho đoàn, mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì và xây đắp tình hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào nói chung, giữa huyện Phú Yên và huyện Nậm Bạc nói riêng,
đưa quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai huyện ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả có ý nghĩa, tô thắm thêm tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt-Lào. Trong những ngày này, trên các cánh đồng của xã Trường Xung, huyện Mai Sơn, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch ngô giống, không khí lao động hết sức khẩn trương nhộn nhịp. Ngô giống thu hoạch đến đâu, công ty cổ phần nông nghiệp Trường Xung thu mua hết cho bà con đến đấy để sản xuất ngô giống ngay tại nhà máy. Nương ngô hơn 2 hectare của gia đình anh Lường Văn Ngọc ở bản Nong Sơn, xã Trường Xung. Hơn 10 người dân địa phương được gia đình anh thuê đang tích cực thu hoạch ngô giống. Năm nay do thời tiết bất lợi nên năng suất chỉ đạt 3,3 đến 3,5 tấn một hectare, thấp hơn tới 15% so với vụ trước. Nhưng đổi lại, được công ty thu mua và hỗ trợ giá theo cam kết nên gia đình anh Ngọc cũng phần nào yên tâm. Tôi gắn kết với công ty là đã hơn chục năm rồi. Vì công ty bao tiêu sản phẩm, đầu tư phân giống và thuốc bảo vệ thực vật cho người dân và đảm bảo đầu ra 100% cho người dân. Thế là có thu nhập ổn định và giá cả thì nếu mà năng suất giảm thì công ty cũng hỗ trợ rất nhiều cho người dân. Thế là năm nào tôi thì thu nhập của tôi cũng được tăng lên so với các loại trồng thương phẩm khác. Vụ ngô giống năm nay, công ty cổ phần nông nghiệp Trường Xung tiếp tục liên kết trồng ngô giống với nông dân các bản của xã Trường Xung và Mường Chùm theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Công ty bỏ vốn, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Người nông dân trồng ngô giống trên chính diện tích đất sản xuất của gia đình và bán lại sản phẩm cho công ty. Đồng thời cam kết người nông dân, nếu ảnh hưởng do thời tiết bất lợi, công ty vẫn hỗ trợ về giá để bà con yên tâm đồng hành cùng doanh nghiệp. Gia đình tôi năm nay là trồng hết khoảng là gần 1 ha. Ở đây gia đình tôi là có công ty nông trường Trường Xung thu mua hàng năm nên gia đình tôi cũng làm được kinh tế cũng khá giả nên gia đình tôi cũng rất phấn khởi. Trong nhà máy chế biến ngô giống của công ty, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 đến 120 tấn ngô bắp được chuyển từ ngoài đồng về. Công ty sản xuất được 40 đến 50 tấn ngô hạt. Hơn một tháng qua, mỗi ngày có hàng trăm nhân công của các hộ liên kết trồng ngô giống được công ty thuê phục vụ sản xuất. Năm 2024, công ty tiếp tục hợp tác với công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên BioShip Việt Nam sản xuất 4 loại ngô giống với tổng diện tích hơn 500 ha, sản lượng ước đạt 1.300 tấn. Để đảm bảo cái chất lượng thì trong nhiều năm qua thì thứ nhất là công ty hợp tác với Viện Kim Ngô. Với hai nữa là những đối tác kia là đều họ có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ngô giống thì họ cùng với mình đồng hành với mình từ đầu đến cuối, từ khi làm đất đến khi gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Là có nghĩa là cái sự liên kết này là có cả hai bên và có ở giữa thì có Viện Kim Ngô thì là đây là những cái biện pháp thì rất là quan trọng để đảm bảo chất lượng ngô giống. Vụ thu hoạch ngô giống năm nay sẽ kéo dài đến hết tháng 9. Với việc xây dựng mối liên kết sản xuất chặt chẽ đã mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhiều hộ dân, nhất là các bản vùng sâu vùng xa trên địa bàn xã Trường Xung, huyện Mai Sơn hay xã Mường Chùm của huyện Mường La, đã khai thác hiệu quả diện tích đất canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp bà con nông dân có cuộc sống ngày càng ổn định. Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh giai đoạn 2023-2028, kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2024 và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện. Để hiểu hơn về nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La với bà Nguyễn Thị Thường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Xin bà cho biết những kết quả nổi bật trong việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở của Liên đoàn Lao động tỉnh đến thời điểm này. Tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2024, toàn tỉnh thành lập mới được 18 công đoàn cơ sở với 770 đoàn viên, phát triển mới là 1.318 đoàn viên. Số đoàn viên tăng thêm từ đầu năm đến nay thì tăng thêm 670 và kết nạp mới được 378 đoàn viên khu vực phi chính thức, thành lập mới được 5 nghiệp đoàn công đoàn cơ sở,
Như vậy là tính đến thời điểm hiện tại thì Sơn La đã hoàn thành được 2/3 chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên khu vực phi chính thức. Riêng chỉ tiêu tăng thêm 2.750 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, đó là một cái chỉ tiêu rất là cao. Tuy nhiên, các cấp công đoàn tỉnh Sơn La cũng đang tiếp tục nỗ lực cố gắng để phấn đấu hoàn thành được chỉ tiêu được giao. Dạ vâng, vậy thì những khó khăn vướng mắc như thế nào đã ảnh hưởng đến việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ạ? Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động mang tính chất gia đình. Thứ hai nữa là lực lượng người lao động trong khu vực phi chính thức thì do tính chất việc làm tự do, giao kết lao động, hợp đồng thì còn chưa chặt chẽ, chủ yếu là lao động thời vụ, do đó là việc nắm bắt, tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở là gặp khó khăn. Thứ ba nữa là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ và Phú Yên thì mới đang trong quá trình xây dựng và hình thành. Thứ tư nữa là so với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác thì số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách trong hệ thống công đoàn thì còn ít. Không có cán bộ công đoàn chuyên trách tới cấp công đoàn cơ sở và ngày càng tinh giảm biên chế do thực hiện tinh giảm, trong khi nhiệm vụ của tổ chức công đoàn thì ngày càng nhiều. Và cuối cùng đó là cái khó khăn cuối cùng là công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm thực hiện lao động, chính sách pháp luật lao động hiệu quả thì còn thấp, chưa có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở và trốn đóng kinh phí công đoàn theo Nghị định 191 năm 2013 của Chính phủ. Để đạt được chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, thì sẽ có những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào sẽ được triển khai trong thời gian tới ạ? Chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong công tác điều tra, khảo sát, thống kê lao động, doanh nghiệp tại địa phương. Thứ hai nữa là xây dựng và ký quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan, trong đó là quan tâm đặc biệt đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Thứ ba nữa là xác định phương châm ở đâu có công đoàn thì ở đó có tổ chức công đoàn. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo gắn việc tuyên truyền vận động người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn với việc giải quyết đáp ứng tốt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Thứ tư nữa là coi trọng và tích cực đầu tư cho công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn được giao phụ trách công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Ngày 15 tháng 9, Văn phòng Tổng đại lý Prudential Sơn La chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng ở Bản Cá, phường Trịnh An, thành phố Sơn La. Bà Trương Thị Việt, thường trú tại Bản Cá, phường Trịnh An, thành phố Sơn La, mua bảo hiểm cho con trai là Cầm Việt Hà, gói sản phẩm đầu tư linh hoạt với giá trị quỹ của hợp đồng trên 27,7 triệu đồng. Tổng chi phí đã đóng 5 năm với số tiền trên 75,7 triệu đồng. Đến tháng 8 năm 2024, anh Cầm Việt Hà không may qua đời do tai nạn. Nhận được thông tin từ phía các khách hàng, đại diện Prudential đã kịp thời đến thăm hỏi động viên, đồng thời thực hiện các thủ tục chi trả cho khách hàng với tổng số tiền trên 397,7 triệu đồng. Nhân dịp này, Văn phòng Tổng đại lý Prudential Sơn La đã giới thiệu đến khách hàng ý nghĩa tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ đối với cuộc sống, giới thiệu sản phẩm mới của Prudential Việt Nam. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.